này nhá. Và hãy cùng mình theo dõi quá trình mình tô màu cho nhân vật áo bộ ớt đúng cảnh sát này. Khi các bạn đeo vào thì cái tai của chúng ta sẽ rất là êm và không có bị tiếng ồn bên ngoài. Và nhân vật áo bộ ớt này sẽ được mình sử dụng các chỉ màu gì để tạo cho nhân vật này. Thiết kế của nó khá là nghiêm minh.
ngày được sống động xinh đẹp hơn nha các bạn. Among Us đang đội mũ công an này của mình đã được hoàn thành đạt. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình trong trang này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình.